Xin lỗi, là chị thuê ở đâu ạ? Quận 4 đúng không? Dạ. Thì nếu mà một phòng thì cái diện tích 45m ấy, thì cho thuê là 400 đô. Còn 50m ấy, thì cho thuê 450 đô chị. Nội thất mới đẹp. Thì đó, thì đúng rồi, thì đó, chính xác. Nếu mà bây giờ 400 đô thì em có thể thương lượng cho chị 8 triệu luôn. Có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng khách, một toilet, đầy đủ nội thất, nhà mới đẹp, ngay cũng chỗ cổng Nguyễn Văn Cừ chị. Cái này là kiểu như căn hộ mà của cá nhân người ta xây ấy chị. Nó nằm ngay chỗ mà ngay đầu Nguyễn Văn Cừ, đi xuống chút xíu là tới luôn đấy chị. Qua cầu khoảng 200m, nằm bên tay phải. Được.